thêm kêu kêu quân. Rồi ghe đó là ghe ghe độc lạ nhé các nhà, ghe đi có một mình luôn ha. Rồi cái nhà ấy, thì như là vừa rồi thì ghe phường 10 đã để bà đi xuống dưới dòng. Còn bây giờ thì ở trên bờ bên đây thì các anh em vận động viên của chùa Khai Lan nha đang khởi động màn trên sân để chuẩn bị xuống ghe nha cả nhà. Đó thì giờ anh em bên kia sông đó, tức là anh em đã chuẩn bị như là tập khởi động cho dẻo dai, chuẩn bị xuống ghe nha. Thì còn đây còn ghe bên xa xa bên kia thì mình chưa biết ghe nào coi. Hình như là ghe Sông Ke đang bơi ngược dòng lên nha. Đó. Đây nha. Đó giờ ghe Sông Ke đã như là bơi ngược dòng lên trên phía khán đài cả nhà. Bây giờ thì anh em đang tăng tốc. Đây, xa xa mình nói chung thì mình zoom lại để cho gần hơn để cho cả nhà mình xem nha, nhưng mà zoom thì cái màn hình nó không mấy rõ nha. Đây, năm nay thì anh em Sông Ke cũng tập luyện trên dòng sông Metro này cũng rất là lâu ngày nha, thì anh em cũng quyết tâm để đạt được thành tích cao trong mùa giải sắp tới nha cả nhà. Bây giờ thì anh em đang bơi dần dần về phía khán đài nha. Đây thì ghe này ghe tập mỗi ngày trên dòng sông Metro nha cả nhà. Còn ghe mới cũng chưa có xuống ghe để bơi thử test tốc độ như thế nào nha. Còn bây giờ anh em đang bơi thì bơi chiếc ghe cũ của năm rồi đó hết cả nhà. Giờ bây giờ anh em hình như đang chuẩn bị tung nước rút nha. Đó thì, bơi xuống dưới phía khán đài. Bây giờ anh em cũng bơi từ dưới lên tức là ngược dòng nước á cả nhà. Đó giờ đang tăng tốc nè. Rồi tăng nước rút nha cả nhà. Rồi anh em cũng dùng mạnh về muốn lấy được đạt được thành tích cao của mùa giải sắp tới nè, anh em sẽ cố gắng hết sức quá mạnh liệt nha. Còn phía bên đây thì anh em vận động viên của chùa Phường 10 tức là chùa Chư Tâm Chắc đã bơi dần dần về ngược về hướng phía khán đài nha. Đó bây giờ anh em đang bơi dần dần về lên trên phía khán đài nha các nhà. Đó thì mình zoom gần hơn thì nói chung thì màn hình cũng khó nhìn. Đó. Rồi bây giờ thì anh em vận động viên đã như là đi dầm ba nha, tức là đi từ từ rồi sau đó tới gần tới phía khán đài thì anh em sẽ tung nước rút cho khán giả mà đứng trên bờ sông coi nha. Đó hình như là anh em đang chuẩn bị tung nước rút rồi nha cả nhà. Đây là cống hiến cho khán giả trên bờ sông như là coi anh em mình thấy thật sự là sức lực mình như thế nào, rồi ghe mình đi như thế nào nha. Đó giờ hiện tại thì đang tung nước rút nha.
Rồi thì anh em đang đi dầm 2 nha cả nhà. Rồi anh em tung rút để cống hiến cho khán giả, và anh em cũng sẽ thể hiện như là sức lực của mình bơi như thế nào cho khán giả xem nữa ha. Rồi ga sẽ đi khuất tầm nhìn ở cái nhà ơi. Thì giờ mình sẽ quay vào bên đây để cho cái nhà mình xem những màn khởi động của anh em chùa Khai Lèn đã chuẩn bị tư thế xuống ga để đi ba nha. Đây còn anh em mình bên kia sông, tức là anh em vận động viên của chùa Khai Lèn đã chuẩn bị xuống ga để bơi tập buổi chiều nay nha. Thì trong buổi tập chiều nay thì có 3 chiếc ghe, đó là sừng ke và phần mời và anh em chùa Khai Lèn nha. Đây thì tí xíu nữa thì anh em chùa Khai Lèn sẽ cống hiến cho mình xem những cái màn xuất phát và màn nước rút như thế nào cho cái nhà mình xem nha. Thì mới vừa rồi thì anh em sừng ke đã đi bên kia xong, bây giờ anh em đã như là quay ngược trở về thì anh em đã đi ba rồi ha cả nhà. Đó thì bây giờ anh em đang đi ba ha. Đây là cái ghe cũ của anh em, thì anh em tập cũng quá đều đặn nha, và anh em cũng cống hiến cho các anh em khán giả và bà con khán giả đang xem trên bờ như là cổ vũ cho tinh thần cho anh em, anh em nên là anh em cũng cố gắng hết sức để bơi nha. Rồi chắc có lẽ là tới phà bên kia thì anh em sẽ tạm ngưng hết cả nhà. Thì đây là hiện giờ thì anh em đang dở dầm nha. Đó thì tới cái chỗ cái mí bên đó. Đó cái mí đó, tức là cái mí đó. Thì anh em sẽ tạm ngưng hoặc khi là thay đổi cầu thủ nha cả nhà. Tất nhiên là anh em bơi 2 vòng rồi, anh em sẽ thay đổi cầu thủ để xuống bơi tiếp tục nha. Đó, giờ thì anh em phường 10 đã bơi xuống nha cả nhà. Bây giờ đang bơi xuôi dòng theo dòng nước để xuống dưới cái phía bên điểm xuất phát nha. Đây là ga phường 10, cũng lúc trước cũng mình đi ghi hình cho cái nhà mình xem cái thời gian hạ thủy của anh em phường 10 thì cũng khá là lâu ngày ha. Thì anh em phường 10 cũng hạ thủy cũng rất là cực cho anh em, tại vì hạ thủy thì cực nhất trong tỉnh Sóc Trăng mình, tức là anh em trong khi hạ thủy đó thì kéo bằng bánh xe đi ra tới tận con sông nhỏ mới là hạ thủy xuống nha. Hạ thủy đó là lúc
đi từ khoảng tầm 4 đến 5 cây số nha cả nhà. Đây là anh em rất cực. So với mấy ghe khác thì ghe của Phong Mười rất là cực, trong khi Hà Thủy thì anh em cũng hết sức để cẩn thận về chiếc ghe. Còn hướng đây thì anh em của chùa Clare cũng chuẩn bị xuất phát cho khán giả xem. Đấy thì giờ thì anh em của chùa Clare đang bơi ngược về phía khán đài, thì anh em đã chuẩn bị lên trên kia thì anh em sẽ đi ba xuống dưới dòng nha. Rồi giờ đang cứu địa ba của anh em chùa Kho Lan nha. Rồi giờ đang bơi ngược dòng lên trên nha cả nhà. Rồi bây giờ ghe của chùa Clare đã bơi ngược về nha. Đó thì bây giờ mới rồi thì anh em bơi lên trên kia, ở trên đó đó bây giờ anh bơi xuống xuống dòng ha. Rồi. Xem nhé cả nhà, đó tung nước rút cực kỳ mạnh dũng nha. Đó như cả nhà ơi, đây thì bên bờ sông cũng bà con đến xem rất là đông nha, nên thì anh em của chùa Clare cũng cống hiến nước rút cho khán giả bên bờ sông xem nha. Đây thì bà con đến như là buổi chiều bà con đi làm về ngồi thư giãn trên bờ sông để xem màn xuất phát và màn bơi của anh em. Đó. Nên thì giờ này cũng nói chung thì cho bà con như là ngồi thư giãn trên bờ sông nha. Để coi anh em tập như thế nào. Đó rồi giờ thì cũng gần tối rồi cả nhà. Đợi thêm ghe ngược về thì mình sẽ kết thúc video nha. Thì tập luyện chiều nay thì có 3 chiếc ghe, một chiếc ghe của Sàn Ke và một chiếc của cho team cũ tức là phường 10, và một chiếc vừa rồi mới đi ra đó thì ghe của chùa Kho Lan. Rồi ở phía xa xa đó là ghe ngô của chùa Sàn Ke đã, thì bơi dần dần tiến về phía khán đài nha cả nhà. Thì bây giờ thì anh em cũng bơi hết 3 dòng hả cả nhà ơi. Thì giờ đang bơi ngược dòng ha, đang bơi ngược dòng tức là ngược dòng nước ha. Nước đang chảy xuống dưới đó. Rồi anh em bơi từ dưới kia khoảng tầm là
2000m thôi cả nhà, thì anh em cũng hơi đuối nhưng mà chưa sao, thì giờ này thì anh em mát mẻ thì anh em có thể là còn sung sức nha, còn lực nha. Đó thì bây giờ anh em đang bơi tới dần dần phía bên khán đài ha. Đó thì bây giờ thì cũng chưa có tung nước rút để cống hiến cho như là khán giả đang xem đâu nha. Để tí xíu rồi qua tới đằng kia thì anh em sẽ tung nước rút nha. Rồi giờ đang bơi qua gần phút khán đài cả nhà, có thể là đi qua tới cái đầu cầu bên kia, rồi anh em sẽ tung nước rút cho khán giả bên bên bờ sông bên kia xem ha cả nhà. Đó, bà con cũng đến xem rất là đông nha. Rồi bây giờ anh em đang chuẩn bị tung nước rút ha cả nhà ha. Tại vì điện thoại mình rung thì xa quá thì không rõ nha cả nhà. Tại vì phần giờ lại thì tối rồi. Đó giờ anh em đang tung nước rút nha. Đó, trắng nước luôn cả nhà. Đó, đây anh em đang tung nước rút nha. Thôi giờ thì video dịch cũng xin kết thúc tại đây nha. Thì cũng giờ này tối rồi, bây giờ cũng dịch cũng không có gì hơn ngoài chúc cho bà con đem xem một ngày mới tốt lành nha. Thì giờ thì dịch cũng kết thúc video.